Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Sợ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Ngày này chắc chắn là cái ngày này sẽ là ngày đại phất. Đúng rồi, đúng vào cái giờ tí canh ba là người ta sẽ thoát khỏi nạn sợ vợ. Đúng rồi, đại phất có nghĩa là ngày lớn để chúng ta phất cờ. Đúng. Nhưng mà ngặt một cái là cái giờ này giờ ban đêm mới đau chứ. Không được, bằng mọi giá nha là phải trốn vợ đi cho bằng được. Hiểu không? Khó mấy chúng ta cũng phải trốn đi, bởi vì đúng giờ này chúng ta phải gặp thầy để thầy dạy chúng ta chống sợ vợ. Quá. Nói đúng chính xác ý của em luôn. Em nói thiệt hả? Bây giờ mà em có trốn vợ, vợ em có hành hạ, thậm chí có giết em, em cũng phải trốn nữa. Hay quá, vậy đó cũng được. Năm ngoái cũng nói y chang vậy đó. Ba ông nào cũng tuyên thệ đóng chết gì cũng phải ra. Rốt cuộc có ông nào ra? Anh á, anh có ra không? Anh bị kẹt rồi. Mà chú có ra không? Thì anh không ra, em ra làm chi? Đó, hai người cũng ra bắt tôi ra làm gì? Nhưng mà năm nay khác. Năm nay ba anh em mình phải ra. Chứ không lẽ ba anh em cứ sống vậy hoài, nhục quá, nhục quá. Đúng rồi đó anh. Như vậy có nghĩa là giờ tí canh ba, kiểu gì cũng phải ra để gặp nhau, được không? Đúng. Có nhất trí không? Nhất trí. Mới giúp mình thoát đi được. Mà ông Thuận. Vô liền. Làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Uống sữa đi em. Tự nhiên bên đây bắt tôi uống sữa. Da mặt em xấu quá. Ủa vậy hả? Sao nó sạm quá? Trời ơi. Anh đọc trên báo, người ta nói là uống sữa tốt cho da mặt. Anh dành dụm mua sữa cho em á. Em thấy da mặt anh cũng xấu quá, mấy anh uống đi. Anh đàn ông mà cần gì, với cái sữa này dành cho phụ nữ. Sữa đặc biệt tốt lắm á. Thôi thôi thôi, tối uống sữa mập lắm. Khoa học chứng minh á, sữa không làm cho phụ nữ mập. Thôi với lại em đánh răng rồi, em uống đâu, em uống đi. Em uống đi, anh lấy cái thau với bàn chải lên cho em súc miệng. Làm gì bên đây thương tôi dữ vậy? Anh không thương em, thương ai? Có gì mờ ám đúng không? Đúng không? Có gì đâu, em uống thôi anh đem đi đổ. Anh dành dụm cho em, mua sữa cho em nói vậy. Đi. Đi đi đi. Ngon không? Ôi sữa gì đâu mà đắng dữ vậy? Đắng nó mới có hiệu quả đó em. Tốt cho sức khỏe lắm á. Ừ. Tiên Sa, làm sao em qua khỏi cái tai mộng thường được hả Tiên Sa? Thuốc hiệu quả quá. Thôi anh đi chết cha, bây giờ nói bà nghe hết rồi. Không mà đi đâu á là ông chết vậy thôi á. Ngủ mớ, làm hết hồn mới nhía. Tiên Sa, khóa học đêm nay giờ tí canh ba, mộng thường sẽ đổi đời. Lúc đó sẽ biết tai ta.
Ngáy dữ vậy, ai mà ngủ không nổi trời. Ngủ ngon mà tôi đuổi người ta xuống đất vậy. Ngủ ngon, ông ngủ ngon chứ tôi có ngủ được đâu. Ngủ dưới đi. Nhiều chuyện. Đừng, đừng như vậy mà. Đừng, không, không ngủ đâu. Không, đừng, đừng, đừng đi tù. Đâu, không, không, đừng, đừng. Đừng. Đúng mà còn mới đi tù nữa. Thằng cha nội này. Im đi. Không. Không dùm cái đi. Ta đi ra. Bội quá. Đi đâu. Đi đâu vậy? Em nói nhỏ nhỏ thôi, vợ anh đang ngủ. Anh đi đâu vậy? Giúp anh chuyện này nha. Chuyện gì? Chìa khóa phòng nha anh nè. Chị, đưa em chị. Lỡ nát nhà có cháy, em mở cửa cho vợ nó chạy. Ôi trời, anh đi đâu? Má anh đang bệnh. Bệnh nặng lắm rồi, anh phải thăm má anh. Trời ơi, chuyện gì vậy hả? Ừ, vậy thôi anh nhớ giúp giùm anh nha. Ở nhà có quả hoạn, hay có chuyện gì, giờ anh đập cửa, nhớ mở cửa cho vợ anh. Anh đi nha. Trời ơi, má ơi. Con sợ ma lắm, con làm ơn đừng có cho con gặp ma nha, con sợ lắm. Ông ơi, trả ma và quỷ hùng tao rồi. Ủa, sao biết anh hay vậy? Cái mặt ông còn ghê con ma, nhìn riết tôi quen luôn. Sao ra được đây hay vậy? Anh mày mà, biết sao không? Anh bỏ 2 viên thuốc ngủ vô ly sữa, tiên sa uống vô ngủ khò 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 luôn. Trời đất ơi, sao anh gan quá vậy? Bỏ 2 viên là lỡ có chuyện gì là phải chết sao? Trời ơi, tiên sa trời đánh còn không chết. 2 viên thuốc ngủ nhầm nghe gì bả. Còn em sao ra được hay vậy? Có chiêu. Chiêu gì vậy? Nguồn sao nói anh học sao? Ủa, 2 anh em mình ở đây rồi còn thằng Hoàng đâu? Hoàng hả? Hoàng anh nghĩ là nó không ra được đâu. Vậy giờ sao có 2 anh em mình sao học? 2 anh em mình thì học 2 anh em mình, cần gì nó. Em tính vậy nè, giờ mình học bí kíp đi, rồi á mai mốt mình dạy lên đó mình tính tiền gấp 3 luôn. Đúng rồi. Nghe ơi, ba bà nội, mày là hết hồn đi. Hết hồn đi. Tao mới ra chợ có chút xíu thấy âm mưu của mày ngay cho mày. Âm mưu gì? Cái này là gấp 3 gấp 4 gì đây? Thôi giỡn đi, anh em đừng có nói chuyện tiền bạc không. Sắp tới giờ thầy ra rồi. Dạ đúng rồi, giờ tí canh ba rồi. Ê khoan, thôi nói nghe. Nè, dặn trước rồi nghe.
ở lần trước á là mình đã chuyển khoảng 50% rồi đó, chưa có học được một bài nào mà tốn tiền. Lần này rút kinh nghiệm nha, học rồi mới trả tiền đó. Đúng rồi, rồi. Không không mới trả tiền cho ông. Bây giờ mình ngồi đây mình chờ ông thầy đó. Thầy tới kìa. Trời đất ơi, ông đi như bay vậy trời. Sao giống ông nhỉ hấp quá vậy? Chân cẳng ghê quá. Cao nhân kỳ dị với mấy người thường đâu. Chào thầy. Dạ. Chúng em chào thầy. Dạ. Mời thầy ngồi. Ba thằng. Móc tiền ra đưa cho tao. Hả? Không được. Tụi tôi rút kinh nghiệm rồi. Lần trước chuyển khoản cho thầy trước 50% có học được bài nào đâu. Bây giờ học xong mới trả. Đúng rồi. Đưa tiền trước mới dạy. À, dạ thưa thầy, tụi em á hết gần nửa đời người là sống trong kiếp sợ vợ rồi. Dạ. Nay may mắn có thầy quá kiếp cho tụi em, dạy cho tụi em những cái bí kíp để thoát khỏi cái số phận sợ vợ, được không thầy? Đúng rồi. Dạ thưa thầy, hôm nay á là ngày đại phất giờ tí canh ba, tụi con mong thầy quá kiếp cho tụi con trở lại được kiếp người thầy ạ. À. Đồng ý. Thầy là số 1. Ê, có kỳ nào ông thầy cũng bị cấm không ta? Không. Con xin lỗi thầy, con nói giỡn thôi. Tiền nữa hả? Rồi móc tiền ra đi mấy không? Nộp tiền cho thầy á. Cũng tiền lệ phí á, không. À, thầy, lần trước là mới có chuyển khoản rồi chưa có học bài nào á thầy. Thầy làm gì vậy? Trời đất ơi. Bác tứ mà thầy nào? Trời ơi, có cái gì đâu ngạc nhiên. Bình thường là bác tứ, kể từ giờ phút này đổ đi, bác là thầy của các con. Được không? Ta sẽ truyền cho các con bí kíp chống sợ vợ. Không có tin nổi ổng đâu. Tin đi. Hôm nay là ngày đại phát. Thôi, canh ba ta sẽ truyền cho. Thôi, bí kíp canh ba lần trước là bị tai họa. Học đi, anh không có học ổng đâu. Nè. Thầy dạy cho. Đứng lại, thầy dạy cho. Quay trở lại đây, ba thằng con khỉ. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Giờ tí canh ba năm ngoái cũng trật vuột, mà giờ tí canh ba năm nay cũng trật vuột. Kiếm tiền khó thiệt chứ. Vợ tôi là nhất, bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Trời ơi, cái gì mà ồn ào quá vậy không biết. Trời ơi, nhảy đầm, làm ơn đi, má làm gì kỳ cục vậy? Con không biết đâu, má được chọn. Chọn gì? Làm đại diện cho là cái khu phố mình, là đi thi cuộc thi nhảy đầm mình. Đó. Cái gì vậy con? Khoan, má bình tĩnh lại, má nghe con nói nè. Đại diện khu phố. Đại diện khu phố mình. Rồi, con hiểu rồi, cuộc thi đó chắc chắn là con mình má thi thôi đúng không? Vui vậy? Thi mà có mình thi làm gì? Ê, nói nhạc cái này á, mình nhảy đầm là phải hai người, một mình. Nãy giờ tao nhảy không có được mà tao không có nhớ. Nhảy má đi, đừng có rủ con nhảy nhót gì, ba cái trò này đáng sợ đối với con lắm. Rủ con quýnh lộn đi thì con biết. Lộn gì? Đánh lộn không cần phải tập, nhào vô là quýnh liền. Trời ơi, phải tập tành như nọ. Đi tập đi thôi, tao chỉ cho. Má chỉ cho. Mày làm gì vậy? Trời ơi, con không có biết nhảy má ơi. Đừng có rủ con ba cái này, thấy ghê quá đi. Thôi, con dẹp cái này luôn đi cho nó an toàn. Gái mà không biết gì vậy? Tao không cần nhà mấy đứa đâu. Ta sẽ đi chờ. Ờ không, ta sẽ đi tìm người khác. Wow, tớ hả? Ủa, 8 nè. Ủa, 8 đi đâu hả?
đi theo Tư chứ đi đâu. Nó nghe là trời ơi, từ người con khúc đi nhanh quá trời, như đi gió. Trời ơi, tôi chạy theo cũng mệt luôn. Theo chi, theo chi? Thì đi theo Tư để bảo vệ cho Tư. Trời ơi, thời buổi giờ nhiễu nhương lắm, người xấu nhiều lắm. Bên cạnh Tư cần có người tốt như Tám. Vậy hả? Ừ. Định qua nhà ông Tứ á. À, đâu rồi, đâu rồi? Tập nhảy đầm. Đi nhảy đầm? Ờ. Trời đất ơi, nguyên một cây nhảy đầm đang đứng bên cạnh Tư nè. Nhờ Tám nè. Nhờ cha Tứ làm gì? Cha Tứ cha đâu biết nhảy đầm đâu. Cha chỉ biết nhảy cò cò, nhảy dây thôi. Ai nói? Lâu cha nhảy xào thôi. Ai nói? Nghĩ sao? Tụi con khúc vậy mà nhảy xào hả? Rảnh quá. Ai nói tôi không biết khiêu vũ? Thôi được rồi, nói cái là không biết nhảy đầm. Khiêu vũ thì đi chỗ khác, không có tới lượt ông đâu. Ở đây người ta nhảy đầm ông. Ý trời, mệt trong quá. Thấy chưa? Thấy chưa? Bà thấy chưa? Thấy chưa? Nói ra là biết người có học liền vậy đó à. Khiêu vũ với nhảy đầm là một đó cha. Biết cái sao không biết? Người ta giỡn thôi, cho vui thôi. Chứ làm sao mà không biết khiêu vũ nhảy đầm, đều mặc đồ đầm nhảy. Trời đất ơi. Sao? Ý ông đó ông hay hơn tôi. Ông hay hơn tôi chỗ nào? Ông nghĩ đi, ông nhìn ông đi. Rồi nhìn lại tôi đi. Chân dài, vai rộng, chân ngắn, vai nhỏ. Người có khúc à, đòi nhảy đầm cái gì? Cái gì? Làm sao mà nhảy bằng tôi nữa mà đòi nhảy hơn tôi? Thôi nè, tôi qua đây nè là để tập nhảy đầm, chứ không phải là nghe hai ông cãi qua cái lời. Nếu vậy thì thôi, tôi đi về. Ở lại đây đi, tôi dạy cho Tư nhảy đầm. Tôi quay Tư xong tôi te xuống vậy nè. Trời ơi, Tư ơi Tư, cỡ anh cha Tứ này chả quay chừng hai vòng mình chả té cái bịch bất tỉnh rồi. Đánh đây, đây. Gì? Đây, chẹt, đây, chẹt. Trời đất ơi, xí vô chuyện tao hoài à. Ông nói tôi quay không được à? Ông dám quay với tôi? Ông dám thi với tôi không? Sao dám? Dám thi quay với tôi không? Dám. Ông dõi bước vô đây. Ôi bước vô đây, ông quay tôi. Ông quay đi, ông dõi quay đi. Ông tưởng nhảy đầm đơn giản hả? Trời ơi, nhảy đầm là tao cần phải quay vậy nè. Quay. Trời ơi, ông buông tôi đã coi. Sao buông được? Hai người làm gì vậy? Trời ơi, tôi buông ra là tôi té cái bịch sao? Trời ơi, trời chóng mặt quá. Chóng mặt quá rồi, buông tôi ra. Trời ơi, trời ơi, buông ra. Con nít buông cái gì mà buông bây giờ? Ông buông tôi ra. Ông có buông chứ đâu quá tôi buông. Trời ơi, tôi nói tôi buông tôi ra bảo ông nhịn tôi chắc quá nè. Ông buông đi. 1 2 3 té ơi trời ơi. Bây giờ vậy. Tôi mệt Tân. Quá. Tôi mệt quá, tranh giành tôi mệt quá. Chống mặt, chống mặt. Hai người muốn nhảy đầm. Ôm nhau ra khỏi nhà tôi nhảy đi. Không đi được, đi. Không được. Tôi cũng cần bà nữa, đi đi. Đi đi. Thấy người mới cái là quên người cũ, đi đi. Bây giờ tôi quyết định đi. Tôi chọn ai nhảy đầm với Tư. Rồi bây giờ vậy, bây giờ vậy. Nói nào ngay á. Tám đi về đi Tám. À. Bây giờ Tư qua đây là nhờ Tứ đúng không? Bây giờ á Tám, Tám chờ Tư đi. Mùa sau sẽ đến được có Tám, còn bây giờ mùa này lỡ bắt cặp thì với lại nghe anh chưa? Dạ. Mùa này người ta có cặp có đôi rồi. Dạ. Muốn có cặp có đôi đợi mùa sau. Ủa vậy là tôi xài nước dạo. Ôi. Gì nói với nước dạo không có đâu. Tôi bao giờ cũng là nước cốt. Tư ơi, bữa nay nhìn Tư đẹp như là em gái mưa. Rồi chúng ta bắt đầu tập nha. Bắt đầu. Ôi, thích thú quá. Không gian này bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Thằng cha Tám không hề được vô. Music. Trời đất ơi, tôi đóng cửa rồi sao không xuất hiện được hay sao? Ông nên nhớ là tôi có vỏ nha. Tôi chỉ cần nhúng một cái tôi phi thân cái lọt vào đây liền. Tên ông, tôi nhúng một cái là leo sân thượng ngồi luôn. Ông nhúng thử đi. Ông nhúng một cái mà leo lên được đó, bao nhiêu tôi cũng cho ông hết á. Thôi mà. Trời, nổ banh xác á, ghét dễ sợ. Ông nội này sao giống như là kỳ đà, kỳ nhau, kỳ cục, kỳ lạ, kỳ quái nữa cho nó đủ bộ. Tôi nhìn tôi ngứa mắt dễ sợ luôn á chà. Trời ơi, ngứa mắt có nghĩa là đau. Tư, đừng có nhảy với con cha này, chả bị đau mắt hay coi chừng chả lây á. Đi kiếm thuốc nhỏ mắt nhỏ liền. Ai nói tôi? Ai nói tôi bị đau mắt? Chị nói ông ngứa mắt. Ngứa mắt mà tôi ngứa mắt không á, nhìn ông ngứa mắt. Nè, nhìn kỹ đi, làm gì cứ đau mắt hả? Bây giờ sao? Đâu bắt sao chị? Bây giờ muốn sao? Muốn cãi lộn không? Thôi được rồi, tôi đi vào nha. Đi vào. Thôi dạo gì, đuổi ông ra đi Tư. Thôi mà cứ để coi như mình có khán giả đi. Đuổi ông ra đi. Đuổi mà như vậy đó
người ta mới ngưỡng mộ hai đứa mình nhảy đẹp quá. Không có xía vô nữa nha. Xía làm gì, ngồi coi cho anh xuống. Rồi ra coi đi, coi đi, coi đi, coi đi. Ông nhảy xong tới tôi nhảy. Trời ơi, cho tôi cào cái mặt ông này, chắc tôi cào nát. Biết cái đừng ghét không à. Biết cái gì. Ghét. Thôi mà. Thôi lo nhảy đi cho nổi. Nói hoài. Bắt đầu. Nhảy thì lo nhảy đi, nhiều chuyện. Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Trời ơi, nhiều chuyện. Đạp dò, đạp dò. Mà không sao, không sao. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cẩn thận chút nha. Bước chân mình phải điều khiển được cái bước chân của mình nha. Từ nhảy ráng tập trung đạp vô chân đúng rồi. Đi liền á. Nói cái gì vậy? Thôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Không sao, không sao, không sao. Tứ chịu được. Nè nè, bây giờ để tung ra nè, đó. Rồi bung vô nè, đó. Để bung ra nè. Rồi đạp, đạp, đạp. Đó, thấy chưa? Chết cho nữa hả? Đạp, đạp, đạp cho ổng banh giò luôn đi Tư. Ra ngoài kia ngồi. Mệt. Tao quan sát, tao nghiên cứu. Ông ta nói, ông nói tới nữa, tao nhào là tôi nhai ông luôn á, tôi bực rồi đó. Cái giò đau cũng bung dữ quá ha. Tập trung chuyên môn đi nào. Tư ơi. Dạ. À, mình cũng nhảy, mình cũng phải canh. Dạ. Tại vì nếu mà mình đạp giò đối phương là mình bị trừ điểm. Dạ đúng vậy. Đưa tay lên nè. Đó, để cái chân vô nè. Để chân vô. Đúng rồi, canh đó, đúng rồi. Rồi đưa ra. Đó, rồi để vô đó. Đúng rồi, đó. Rồi bắt đầu nhảy lên là te nè. Nhảy lên thôi. Ba. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đạp giò ổng nữa rồi. Kì này cái giò mạnh chắc luôn. Xin lỗi. Má ơi. Má ơi. Biết. Má ơi, đau điếu luôn. Biết. Rồi. Đau. Đào. Xin lỗi. Cứ tưởng tượng đi. Bà phi thân lên. Xong bà dặm hai chân vô một chân tôi. Ơi. Nhảy cao cho nó đẹp. Đẹp cái gì mà đẹp. Trời ơi. Trời ơi. Ê vô. Coi như... Tập tiếp. Tập cái gì được. Bây giờ là nó đau thốn lên tới tim. Trời ơi. Coi như là năm cái ngón chân bây giờ nó chà bè ra gì luôn. Đợi bớt đau đi. Rồi tôi mới tập nổi. Trời ơi. Thương tâm quá. Trời ơi. Cái này người ta gọi là thiên tàng cước nữa. Nói nghe nè. Phải tập đi chứ. Không tập nổi. Trời ơi. Không nổi. Ngày mai thi rồi không tập là không được. Đào. Không sao. Có tám. Ôi trời ơi là trời ơi. Đã chua chua. Quay như trời ơi. Hay à, cái bà Tư này thiệt á. Dạy bà nhảy đầm. Bà không nhảy. Bà nhảy lên chân tôi không. Bà dặm nát giò tôi. Bây giờ bị bông gân rồi á. Cái gì nữa vậy? Ai vậy? Ai vậy? Bị gì vậy? Ủa cái gì vậy con? Cái gì vậy? Hả? Hả? Ô ta. Ô bị gì vậy con? Chai thuốc rượu đâu rồi cho con biết. Đây đây nè nè nè. Sức cho bà đi. Sao bà đỏ quét bầm tím nè cháu. Nhảy đầm. Trời ơi. Ờ cái thằng Tám á. Ông bị tăng động. Ông không phân biệt được đâu. Là mặt đắt. Đâu là cái giò của tôi. Trời ơi, ông đập nó biết là cái giò luôn. Thấy, bà cũng vậy thôi. Hồi nãy tôi dạy bà cũng không có phân định được mặt đất với cái chân của tôi. Bà đạp nát cái chân tôi luôn nè. Đó, bây giờ thấm thía chưa? Hả? Quá. Rồi cái thằng cha đạp giò bà đâu rồi? Ở đằng kia. Xí xí đây nè. Ông ơi, đây. Ông hèn hạ quá. Ông đạp nát giò ta rồi ông đứng ngoài kia ông chơi hả? Vô đây. Ông ơi, vô đây. Ông nói cái gì? Ông bước vào đây. Ông vô đây không? Ông không vô đây tôi ra tôi đá ông đó. Đã rồi nè. Trời ơi, ông nói ông nhảy đầm giỏi lắm mà. Sao ông đạp nát giò tay vậy ông nội? Trời đất ơi, tôi có biết cái gì đâu. Đó, tôi thấy bà nhảy với ông, bà đạp vô chân ông tôi. Cho nên là tôi mới bắt chước tôi đạp vô chân bà. Rồi tôi nghĩ để nhảy hơn tôi đạp mạnh gấp đâu. Trời ơi. Trời ơi, thôi cái mùa này nó nát bét hết trơn rồi. Sao rồi? Trời ơi, mà thi cử cái gì? Ủa sao gì? Chết ra cái giò đi rồi. Thôi, hẹn lại mùa sau. Tôi xin hứa với bà là từ nay sắp tới tôi không có đạp vô chân bà nữa, tôi hứa. Ủa, bà băng vậy? Băng vậy à, băng hai cái giò bả gì sao bả đi? Dạ khỏi đi đâu cho an toàn. Ừ, vậy đi. Ủa sao giống người cá quá vậy? Mỹ nhân ngư tư. Và tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông khoai thế nhưng muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu ta muốn say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế nhưng muốn mở cười mơ vui. Sao vợ
là sai đâu.